phòng trọ của em năm mới. Mà trời ơi, em chờ mà em gục ngã luôn á. Xin chào mọi người, mình tên là Thanh Nghiêm, mình đến từ chương trình Thuê Nhà Không Khó do bấtđộngsản.com.vn thực hiện. Tuần trước thì có một bạn tên là Như Ý, là sinh viên năm 2 của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có gửi email và nhờ hỗ trợ tìm kiếm cho bạn một phòng trọ mới tại khu vực quận 10 với mức giá từ 2.500.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Và bây giờ thì Nghiêm đang đứng đợi bạn. Ok. Ủa? Trời ơi. Em chào anh. Hello, là mới tan học ha? Dạ đúng rồi, em mới học về. Anh vừa nhận được email của em nên là anh cũng đã mong muốn để giúp đỡ cho em. Thì anh chỉ thấy là trong email của em đề cập đến việc là giá thôi. Thì ngoài giá thì mình còn có mong muốn về nhà trọ của mình như thế nào nữa không? Em muốn kiểu cái phòng trọ của em nó mới, mới lại dạng nó sạch sẽ một chút nữa. Với lại kiểu nó an ninh á anh. Với lại em cũng muốn các bạn ở đây đều là học sinh, sinh viên giống em nè. Với lại nếu mà nó gần trường nữa thì tốt. Anh biết sao không? Kiểu bây giờ em đi đổ xăng á, mà trời ơi em chờ mà em gục ngã luôn á. Anh hiểu nha. Nhưng mà anh thấy trong cái vấn đề đó là từ 2.500.000 đồng đến 7.000.000 đồng là một cái khoản chênh lệch khá là cao á. Vậy thì trong đó thì em có yêu cầu về diện tích như thế nào hay không, hoặc là những có nội thất hay không nè? Dạ, do bởi vì là em dự tính là sẽ ở cùng với bạn của em, do là nhỏ bạn của em là cũng đang kiếm trọ ở gần trường á. Nhưng mà nếu mà không có cái phòng lớn á thì em mong muốn là cái phòng trọ nhỏ thì một mình em ở, thì tầm giá nó cũng 3 triệu đấy anh. Ừ, thì cơ bản thì anh cũng đã lắng nghe và cũng hiểu được một phần nào đó những cái mong muốn của em rồi. Bây giờ thì chắc là mình sẽ mở trang web bấtđộngsản.com.vn lên để mình có thể là truy cập những cái yêu cầu của em và tìm kiếm những cái trọ ở khu vực quận 10 phù hợp với em nha. Dạ. Rồi đây. Trước hết khi mình đến với căn này thì anh sẽ cho mình xem qua một vài hình ảnh mà vừa phù hợp với em cũng như là nhiều bạn sinh viên khác nữa ha. Rồi đây. Ok ha. Chắc là mình sẽ đi liền luôn ha. Dạ. Ok. Rồi, hiện tại thì mình đang đứng trước một con hẻm nằm trên đường Thành Thái của quận 10. Ở khu vực này thì cũng khá là gần với trường của em đi qua lại nè. Và anh chuẩn bị dẫn cho em tham quan một khu phòng trọ ha. Dạ, em thấy ở đây cũng khá là tốt luôn á. Kiểu là xung quanh nó cũng có nhiều hàng quán với nó cũng gần trường em. Em cũng thích đó anh. Phòng trọ ở đây thì mình sẽ dành cho ở một người là hợp lý nhất nè. Với diện tích khoảng tầm 16m², từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi nè. Với những cái tiện ích sau đây nha. Hẻm xe hơi nè, có toilet riêng, có máy lạnh, nhà mới, nước nóng là đầy đủ luôn. Cửa khóa truyền thống nè, giờ rất là tự do cho bạn luôn nha. Rồi là đây là khu an ninh mà có camera quan sát nữa. Điện nước là mình sẽ có công tơ riêng nên là em xài nghiêm tính nhiều, vui vẻ. Vậy kiểu là nó cũng riêng tư với nó cũng thoải mái nữa anh ha. Đa phần chỗ này cũng là sinh viên với là người lao động nè. Cũng là các hộ gia đình thì cũng hạn chế thuê ở đây nên là khá là yên tĩnh cho mình nè. Vậy thì nó cũng phù hợp với em lắm luôn á. Ở phía dưới nhà thì mình cũng sẽ có chỗ giữ xe cho em luôn mà làm miễn phí giữ xe cho em luôn nha. Trời ơi, nghe thích quá vậy. Không biết ở đây có được nấu ăn không anh ha? Theo như anh được biết thì ở đây mình được nấu ăn nha. Chủ nhà thì chỉ cho phép mình sử dụng bếp từ và bếp điện mà thôi. Bên cạnh đó thì đặc biệt là mình cũng được trang bị hệ thống chuông báo cháy và phòng cháy chữa cháy nha. An toàn. Thằng nghe thấy yên tâm quá anh ha. Với lại thường là mình sẽ cọc trước 1 tháng. Ở đây ra vào bằng khóa vân tay nên là cũng là giờ rất tự do nè em. Rồi vậy là quá tốt luôn á. Kiểu là em thấy cái căn này là ở vùng trung tâm á, mà cái giá như vậy là khá là ổn. Nhưng mà kiểu em cũng muốn xem thêm nhiều cái căn nữa để có sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân anh. Yên tâm luôn em ơi, tại vì là hồi nãy mình có tra cứu trên bấtđộngsản.com.vn rồi đúng không? Dạ. Vẫn còn rất là nhiều những cái khu cho em có thể tham quan. Và bây giờ là anh sẽ dẫn em đi tham quan một căn hộ dịch vụ nha. Dạ, ok. Ok, đi. Rồi, tới rồi. Bây giờ thì anh sẽ dẫn em tham quan một căn hộ dịch vụ ha. Rồi. Đây là căn hộ dịch vụ nha. Và căn hộ này là có phòng bếp được tách với phòng ngủ. Và diện tích của nó là 30m² với giá của nó là 5.500.000 đồng một tháng. Và hồi nãy lúc mình ở dưới nhà xe thì mình cũng thấy nè, trong nhà xe thì có hầm xe rất là rộng nè, có bác bảo vệ nè, mình có một thang máy, mình sẽ có là tuy là cái căn hộ của mình nó không có ban công nhưng mình có cửa sổ mình có thể nhìn vào trong phòng ngủ ha. Cửa sổ vẫn đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho mình luôn. Còn về phía cái căn hộ này á, là vẫn đang có người ở, khoảng tầm 2 ngày nữa là người ta sẽ trả phòng và chủ nhà sẽ điều người đến để dọn dẹp.
mà khi mình dọn vào ở thì mình chỉ cần xách vali vào thôi là tất cả mọi thứ sẽ sạch sẽ thoáng mát cho mình luôn. À, em thấy cái căn phòng này nó cũng rộng rãi, nó cũng đẹp hơn căn trước anh. Nhưng mà em không biết thì cái giá dịch vụ ở đây nó sao anh ha. Rồi để bây giờ thì hồi nãy thì chủ nhà cũng mới gửi cho anh cái giá thì bây giờ anh check nha. Tiền điện là 3.800 đồng 1 kW, tiền nước là 100.000 đồng một người một tháng, tiền xe là 150.000 đồng một xe một tháng, còn tiền wifi và rác là 130.000 đồng cho một phòng một tháng. Như vậy thì khá ok luôn á. Nhưng mà em không biết cái căn phòng này á, là kiểu là tiền cọc sao với hợp đồng sao anh ha? Thường ở đây á, là tiền cọc là 1 tháng và hợp đồng của bạn tối thiểu là 1 năm. Tối thiểu 1 năm, à vậy cũng được. Để em vào trong phòng ngủ em xem thử sao nha. Tham quan thoải mái nha, ok. Ở trong này nó cũng có tủ đồ này kia, có nội thất hết trơn rồi ha. Thật ra là full nội thất hết tất cả các mặt cho em luôn. Chỉ cần mình dọn vali vào là mình ở liền luôn. Dạ. Với lại cái phòng này á, là kiểu là chủ cho ở tối đa bao nhiêu người anh ha, hay là chỉ có một người thôi? Cái căn này thì anh thấy là thoải mái nhất là hai người, nhưng mà mình có thể ở được tối đa là ba người. Tuy là nó hơi chật chút xíu nhưng mà anh nghĩ là mình chỉ chi ra một tháng là khoảng tầm 2.500.000 đồng, nó cũng phù hợp với cái mức chi phí mình đề ra trong vòng một tháng, đúng không nè? Đúng rồi, như vậy thì khá là ổn. Nhưng mà nãy giờ có một điều em rất là lăn tăn, kiểu là ở đây là nó full nội thất á, kiểu rất là nhiều đồ, nhưng mà em sợ là kiểu trong quá trình mà em ở em sử dụng á thì nó bị hư hỏng đồ này kia, thì ai sẽ là người sửa chữa anh ha, em hay là chủ nhà ta? Câu hỏi này là thường là mình sẽ có hai loại hư hỏng. Nếu như nó cũ quá mà nó hư á thì chủ nhà sẽ là người hỗ trợ cho mình cái chi phí đó. Còn nếu trong quá trình mà em ở á, em làm hư thì mình phải đền nha. Chắc chính xác là mình phải đền. Nhưng mà anh khuyến khích nha, các bạn ở thì các bạn bảo quản nó cẩn thận chút xíu, vừa giúp cho cái không gian của mình á nó thêm đẹp hơn mà đỡ phải mất tiền cho các bạn rồi. Thật ra thì nãy giờ thì bạn cũng có thể thấy được là căn này á là tiện lợi cho mình quá rồi, đúng không? Nhưng mà để cho em có được một cái sự lựa chọn, nhiều sự lựa chọn cho mình, thì anh sẽ dẫn em đi tham quan một căn tiếp theo ha. Ok em. Rồi đây tới rồi. Ở khu vực quận 10 á, thì là khu vực trung tâm nên là chung cư cũng không có khá nhiều. Mà nếu có chung cư á, thì tầm dao động một tháng thì các mình cũng phải chi trả trong khoảng từ 15 cho tới 20 triệu. Và đối với mình á, mức đề xuất của mình đó là từ 6 đến 7 triệu thôi. Nên là nhà bấtđộngsản.com.vn cũng đã sàng lọc và chọn lọc ra cho mình hai chung cư. Đó chính là chung cư Hòa Bình và chung cư Nguyễn Kim. Nhưng mà xét về độ yên tĩnh cũng như là phù hợp với các bạn sinh viên thì anh nghĩ là chung cư Nguyễn Kim là phù hợp với em nhất. Dạ. Thì em thấy cái chỗ này á, kiểu nó cũng gần mấy cái chỗ ăn uống và lại nó cũng gần bệnh viện thì em thấy nó khá là an toàn. Nhưng mà kiểu là trước giờ em ở mặt đất không à, em chưa ở chung cư á, nên là em không biết là ở chung cư thì có nhiều cái quy định gì gắt gao lắm không anh? Thì khi mà các bạn đến với chung cư á, thì ban quản lý sẽ gửi cho mình một cái nội quy, những cái gì mình nên làm và những cái gì mình phải tránh, và nó phù hợp chung vào cái quy định chung của cộng đồng và quy định về việc mình sinh hoạt, những cái khu sinh hoạt như thế nào mà thôi. Như vậy thì kiểu là cái hợp đồng ở đây thì nó như thế nào, với là tiền cọc có cao quá lắm không anh? Cọc á, thì mình sẽ trả trong cọc 1 tháng, còn hợp đồng á, thì dao động trong khoảng từ 6 tháng cho đến 1 năm ha. Với lại theo em được biết á, là khi mà ở chung cư á, thì nó sẽ phát sinh mấy cái phí mà kiểu quản lý rồi dịch vụ rồi này kia á, thì ở đây nó như thế nào anh? Khi mình ở mặt đất thì mình không có biết mấy cái phí này, đúng không? Dạ đúng rồi. Cái dịch vụ á, thì là gửi xe ở đây thì khoảng tầm từ 80.000 đến 100.000 một chiếc, nhưng mà tối đa chỉ 2 chiếc thôi. Gửi qua chiếc thứ 3 thì nó sẽ cao hơn. Nếu như mà để tiện lợi thuận tiện nhất, mình ở trên mình đi xuống mình lấy xe mình đi á, thì mình cứ gửi ở trong này thì không mất quá nhiều đâu ha, mà an toàn nữa. Rồi những phí khác ví dụ như là điện nè, nước nè, thường ra là mình sẽ có những cái mã hợp đồng của mình á, thì ở đó nó sẽ cung cấp cho mình những cái mã số, mình chỉ cần áp lên trên các app của chung cư á là mình có thể là thanh toán được hết luôn, tự mình sẽ thanh toán nó. Rồi còn một cái loại phí khác đó chính là phí quản lý của mình ở chung cư. Thì dao động ở chung cư Nguyễn Kim á, thì mình sẽ chịu khoảng tầm từ 8.000 cho đến 10.000 cho 1m² cho 1 tháng. Việc mà mình muốn trang trí nhà như thế nào á, và mình lắp của mình ra sao á, thì anh có một cái đề xuất cho em, đó chính là mình sẽ lắp bằng những cái móc treo á, theo miếng dán rồi á, chứ mình hạn chế khoan tường. Bởi vì nếu như thế thì mình có thể là làm hư hỏng tường á, thì được. Sau khi mà kết thúc hợp đồng á, thì chủ nhà cũng sẽ dựa trên những cái đó là có thể trừ lại tiền cọc của mình á. Dạ em hiểu rồi. Nhưng mà vậy á, ví dụ như là em trả phòng trước cái hạn hợp đồng á, thì kiểu là em có bị đền bù hay là bị sao đó không anh? Rồi với vấn đề này á, thì anh nghĩ là mình nên tìm hiểu kỹ ở các điều khoản của hợp đồng. Nhưng mà theo anh biết nha, ở các chủ nhà thì cũng sẽ thoải mái thôi. Và khi mà việc trước khi mình trả nhà thì em nên thông báo tối thiểu là 30 ngày và mình sẽ không có phải chịu bồi thường đâu. Do kiểu là cũng là lần đầu tiên em ở nên là em cũng lo lắng lắm.
Nhưng mà nếu mà anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Ừ, nếu như yên tâm rồi thì bây giờ anh sẽ dẫn em đi tham quan nha. Đây là khu nội ngoại khu nè. Và đa số là ở cái đây là sẽ tầm là căn từ 1 phòng ngủ tới 3 phòng ngủ, diện tích là từ 50 đến 90 mét vuông, mà giá thuê khoảng tầm từ 9 triệu tới 15 triệu không nội thất nha. Và hoặc là những cái điều khoản này thì mình có thể thỏa thuận với chủ nhà sau đó ha. Dạ. Rồi, ok, đi. Nãy giờ thì mình cũng đã tìm hiểu một vài nơi rồi thì em thấy có nơi nào mà em thích và phù hợp với em chưa? Sau khi mà được anh dắt đi rất là nhiều phòng luôn thì em nghĩ là cái phòng mà một phòng ngủ á, mình xem ở lần thứ hai á là hợp với em nhất. Bởi vì em thấy chỗ đó là kiểu cũng có rất là nhiều nội thất rồi, kiểu em cũng không có cần phải mua gì thêm. Với nó cũng gần trường nè, mà quan trọng á là nó phù hợp với cái tài chính của tụi em. Nhưng mà để quyết định chọn cái căn phòng nào á thì em nghĩ là em phải về bàn bạc với nhỏ bạn của em nữa. Nhưng mà em nghĩ là nhà bạn của em sẽ giống em và sẽ chọn cái căn phòng thứ hai thôi. Rồi, thật ra đây chỉ là một trong những số ít những phòng trọ mà đang được chào giá ở quận 10 mà thôi. Mà nếu như em muốn tìm hiểu thêm á thì mình có thể truy cập vào trang web bất động sản.com.vn nè. Bởi vì ở trên đó nó đang có rất là nhiều những phòng trọ dành cho em ở khu vực nè, diện tích nè, tầm giá nè. Hoặc là em có thể tìm hiểu thêm về ví dụ như là giá nè, diện tích nè, về những cái tiện ích mà em mong muốn nữa nha. Và kèm theo đó là có hình ảnh thực tế cho mình để mình có thể dễ dàng và thuận tiện để lựa chọn. Dạ, em nhớ rồi, em cảm ơn anh. Thật ra thì quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu qua một vài khu vực phòng trọ cùng với Nghiêng và Như Ý. Ở đây là một số những nơi mà có mức giá từ 5 đến 7 triệu phù hợp cho tất cả các bạn sinh viên ở khu vực quận 10. Nếu bạn mong muốn tìm kiếm cho mình một chỗ ở, đừng ngần ngại truy cập vào chuyên mục nhà đất cho thuê của bất động sản.com.vn. Hàng ngàn tin đăng đang sẵn sàng phục vụ tất cả quý vị. Và đặc biệt đừng quên để lại những câu hỏi và những bình luận để chúng tôi có thể liên tục cập nhật những mong muốn thuê phòng của tất cả quý vị. Ngày hôm nay em cũng rất cảm ơn đến anh Thanh Nghiêm cũng như bất động sản.com.vn đã giúp em tìm được một cái phòng trọ rất là ân ý luôn. Em cảm ơn rất nhiều. Rồi, không sao hết nha, bởi vì đây là cũng như là gọi là nhiệm vụ của Nghiêm và bất động sản.com.vn, vì mục tiêu là mang đến những nơi ở thích hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng mà thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.